chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay lại với kênh Jenny Beauty TV. Trước tiên hãy like, subscribe cho mình nha. Hôm nay mình làm một món, đó là món xíu mại và trứng ăn bánh mì. Đột nhiên mình nghĩ tới món bánh mì chảo. Thì bánh mì chảo rất là nổi tiếng đối với mọi người. Và mình nhớ ở bên quận 3 nó có một cái tiệm mà rất là đông, một phần mà khoảng 50 mấy ngàn á. Mà trong đó thì mình thấy có xíu mại, có thịt nguội này nọ. Cho nên mình đã quyết định là tự nấu. Nhưng mà không, cái này không phải là mình nấu mà là mẹ mình nấu. Cái này là xíu mại mẹ mình nấu đó, còn mình chỉ có chiên trứng thôi. Còn cái này là pate và bơ thì mình mua ở tiệm bánh mì. Cái xíu mại này nè, ăn rất là ngon. Mình đã thử qua mà mình cứ ăn nãy giờ lúc mà nấu lên đó, mà mình cứ bóc miếng vậy á. Cái chưa? Nó là ngon, bây giờ cùng ăn với mình nha. Wow, bây giờ mình sẽ lấy xíu mại ra trên cái dĩa này nha. Mẹ mình nấu thật sự rất là ngon. Mình thấy mình nấu cũng ngon rồi, mẹ mình nấu còn ngon hơn nữa. What? Chút pate với bơ. Ngon quá. Cái xíu mại mình làm á, rất là mềm, hương vị nó rất là vừa ăn, không có mặn quá. Ăn là nó tan ra trong miệng vậy đó. Còn cái pate chỗ này là ăn rất là ngon, có bơ béo béo nữa. Sẽ có bơ, rồi người ta quét bơ lên trước nha. Sau đó mới tới pate, đồ chua. Không muốn chịu luôn. Ăn mà quên uống nước luôn. Bây giờ mình sẽ bỏ xì dầu lên trứng, sau đó một chút tương ớt nè, này ăn cho nó cay cay á. Sau đó mình sẽ để nước xíu mại lên nữa. Để bơ lên nè. Mình rất thích là ăn cái bơ với lại pate nha. Ăn nó có béo béo á. Tại vì mình cũng là một fan cuồng của bánh mì. Bánh mì rất là ngon. Mình cũng có làm một tập về bánh mì rồi á. Trứng nè, lòng đỏ trứng nè. Mình sẽ để lên đây. Này là đầy đủ luôn. Bọc lại nè. Mm-hmm.
Mình là một fan cuồng của bánh mì. Bánh mì thịt nè, bánh mì chả, rồi bánh mì trứng nè. Mình nó thả bánh mì mỗi ngày luôn. Đúng là con trai của ta. Nhìn chung mình thấy bánh mì Việt Nam là ngon 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 số 1 luôn á. Vỗ tay, vỗ tay. Okay.
Okay, hôm nay mình sẽ dừng lại ở đây. Cảm ơn mọi người đã quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại ở tập tiếp theo. Chào tạm biệt.